Xin kính chào quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Kênh Học của Tướng Online sẽ kể từ các bạn ván đấu đã mang huy chương vàng của cờ tiêu chuẩn cờ tướng SEA Games 32 về cho đoàn cờ tướng Việt Nam. Kính mời các bạn cùng đón xem. Đây là ván cờ bên đỏ đi tiên là danh thủ Đại Lý Huynh và người cầm bên đen là đối thủ đến từ Malaysia Thẩm Nghị Hào. Các bạn sẽ cùng đón xem trận đấu trên màn thị trấn đất hay đến từ danh thủ Việt Nam. Đây là vòng đấu cuối vòng thiếu thứ 5. Kính mời các bạn cùng đón xem.将军。 吃。 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 将军。
吃。吃。将军。吃。吃。吃。吃。将军。Tới hình cờ trên, sau phần cờ anh huynh cho bình xe qua chỗ lộ để tấn công thì bên đen đã buông cờ xin thua. Như vậy là danh thủ Đại Lý Huynh đã xuất sắc vượt qua đối thủ đến từ Malaysia để có được 8 điểm sau 5 vòng đấu, xuất sắc xếp hạng nhất sau 5 vòng đấu của cờ tối chuẩn và đã giành được huy chương vàng với trận đoàn cờ tướng của Việt Nam, một trận thắng rất hay đến từ danh thủ Đại Lý Huynh. Các bạn thấy ngay đánh tiếp mà bên đen cho chạy pháo đi, cho tiến xe bác sĩ. Còn trong hình cờ như trên có không chạy pháo đi cho mã 4-5 thì sao? Khi đó đơn giản bên đỏ cho bắt pháo thôi. Hình cờ như trên các bạn thấy ngay bên đen có chạy xe đi hoặc ăn xe vào thì vẫn hình cờ kém xe và thua dành cho bên đen. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa kể các bạn ván đấu trên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.